Xin chào độc giả của báo điện tử VN Express. Ngày hôm nay thì hãy cùng tôi đi khám phá một sản phẩm mới của hãng xe Volkswagen. Đây là một sản phẩm của hãng được sản xuất ở bên Mexico. Và ngay bây giờ hãy cùng tôi đi khám phá xem dòng sản phẩm mới này có những điểm gì đặc biệt. Và điểm đặc biệt đầu tiên mà chúng ta sẽ khám phá đó chính là ở hàng ghế thứ ba này. Cũng giống như bất cứ một dòng xe nào thì chế độ mở cốp ở đây thì khi mà chúng ta đóng cốp lại mà có vật cản thì sẽ auto nới rộng khoảng cách. Khác với dòng 5 chỗ thì ở dòng AllSpec này chúng ta có thêm hàng ghế thứ ba. Và điều đặc biệt ở hàng ghế thứ ba này đó chính là việc chúng ta có thể hạ phẳng hai ghế. Khi hạ phẳng hai ghế này thì chúng ta có một khoảng trống và nới cái thể tích có thể chứa từ 700 lên 1.700 lít. Và chúng ta không cần phải lo về những cái thao tác vì cái việc mở cái hàng ghế hay đóng hàng ghế này rất là cơ bản. Chỉ với một thao tác rất đơn giản. Đây, bấm vào nút lẫy, đẩy hàng ghế thứ ba xuống. Chúng ta có một khoang thể tích rộng hơn 1.000 lít phù hợp cho việc chở đồ của gia đình. Ví dụ như là mua thêm một chiếc xe đạp mới hay là chúng ta có thể chở đồ ăn cho những chuyến đi chơi dài. Sở dĩ vì sao lại nói là hàng ghế thứ ba là một đặc điểm rất đặc trưng của dòng AllSpec này, đó chính là vì ở hàng ghế thứ hai không giống như các phiên bản trước là có sự cố định, thì chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển được về phía trước và về phía sau 177mm. Đây, tôi có thể làm thử cho các bạn xem. Đây, chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển được trước, sau. Ví dụ như quý vị đang ngồi như thế này, với tôi là chiều cao 1m7 đi, thì tôi mà ngồi hàng ghế thứ ba tôi hoàn toàn có thể sải chân một cách thoải mái vì hàng ghế thứ hai có thể di chuyển được. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một điểm đặc biệt nữa ở phiên bản này, đó chính là một bàn làm việc được thiết kế ở hàng ghế thứ hai. Đây, chúng ta chỉ cần một thao tác nhỏ, đấy chính là bấm vào nút bấm, chúng ta đã có ngay một bàn làm việc này. Và bên cạnh bàn làm việc chúng ta có một khay để nước, khá là tiện dụng cho những công việc hoặc là những người phải giải quyết công việc trên máy tính bảng. Chỉ là máy tính bảng thôi nhá, còn nếu mà laptop thì tôi thấy là có vẻ hơi quá cỡ một chút. Ngoài ra thì ở hàng ghế thứ hai chúng ta còn có một sạc 12V và một cổng nối USB tiện lợi cho việc chúng ta có thể sạc điện thoại bất cứ lúc nào. Và đây là một điểm đặc biệt trong thiết kế của dòng AllSpec này, đó chính là hai khoang hành lý được đặt trên nóc. Và như quý vị có thể thấy là đây là những cái thiết kế rất phù hợp cho các gia đình. Ví dụ chúng ta có thể để kính này, để một vài giấy tờ thủ tục ở đây. Tại hàng ghế đầu tiên này thì điểm ấn tượng nhất khi mà tôi vào đó chính là màn hình LED. Cái màn hình này thì chúng ta hoàn toàn có thể kết nối với cả điện thoại của chúng ta và thưởng thức những bản nhạc trong những cái lộ trình dài cùng gia đình mình. Rồi, và một điểm đặc biệt ở ghế lái đó chính là chúng ta có thể có một cái chức năng massage. Chúng ta chỉ cần giữ vào nút này là đằng sau ghế của chúng ta sẽ tự động có chế độ massage, rất thích hợp cho những chuyến hành trình dài của chúng ta sau khi một quãng thời gian chúng ta đã di chuyển khá là mệt mỏi. Như quý vị có thể thấy thì vẫn tuân theo những cái thiết kế cơ bản. Ở giữa còi thì có logo của hãng và vô lăng của chúng ta được thiết kế với ba chấu. Trên ba chấu đó là những cái thanh, những cái nút bấm cơ bản. Bên tay phải là những cái nút bấm cho bảng điều khiển Bluetooth của chúng ta. Bên này là những cái chế độ tăng giảm âm lượng. Có hai cần gạt số ở vô lăng này thì hoàn toàn có thể thuận tiện cho chúng ta sang số cho chế độ thể thao. Trên phần táp lô này thì được kết cấu bằng chất liệu là nhựa mềm. Tại sao nói dòng xe AllSpec là dòng xe phù hợp với gia đình? Tại trên táp lô cũng có một khoang chứa đồ, bên trong là lót nhung. Chúng ta có thể để kính hoặc là một vài những cái giấy tờ trong cái quá trình đi di chuyển của chúng ta. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với khoang chứa đồ ở bên ghế phụ. Đặc điểm nhận dạng của khoang chứa đồ ở đây thì chúng ta có thể thấy được đĩa CD và khe đọc thẻ nhớ SD đã được đưa vào bên trong khoang chứa đồ này để lấy diện tích cho màn hình LED. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với những chế độ di chuyển của dòng AllSpec này. Ở trên bảng điều khiển trung tâm thì chúng ta có một nút lựa chọn. Ở các tính năng lái của xe AllSpec này thì chúng ta được lựa chọn theo địa hình. Khi lựa chọn theo địa hình thì chúng ta sẽ di chuyển xoay vòng. Đầu tiên sẽ là địa hình tuyết. Thứ hai là địa hình đường bằng. Trong đường bằng thì chúng ta có 4 chế độ. Đầu tiên là chế độ tiết kiệm nhiên liệu. Thứ hai là chế độ bình thường. Thứ ba là chế độ thể thao. Và thứ tư là chế độ tùy biến trên đường bình thường. Tiếp theo ở địa hình đường núi. Và tiếp theo nữa là địa hình đường núi tùy biến.
chúng ta có thể hoàn toàn lựa chọn những chế độ phù hợp với địa hình của mình trên màn hình cảm biến. Tiếp theo là phía dưới màn hình sẽ là cụm điều hòa 3 buồng độc lập, sử dụng những cái nút xoay này để chúng ta tăng chỉnh nhiệt độ phù hợp khu vực cần số và hệ thống bảng điều khiển. Ở trên hộp số thì có khá là nhiều nút. Đây là nút phanh điện tử. Dưới nút phanh điện tử là nút giữ phanh tự động. Khi mà chúng ta kích hoạt cái hệ thống giữ phanh tự động này thì khi di chuyển trên địa hình đường núi, khi chúng ta phanh xe lại, xe sẽ tự động giữ hệ thống phanh trong vòng 3 giây để chúng ta chuyển chân phanh sang chân ga, tránh bị tụt dốc. Đây là nút kích hoạt của chế độ Start Stop. Nghĩa là khi mà chúng ta kích hoạt chế độ này lên thì chúng ta dừng xe 3 giây, xe sẽ tự động tắt máy. Và khi chúng ta khởi động lại thì chúng ta lại đạp ga như bình thường. Dưới đây nữa là hệ thống cảm biến xung quanh xe. Khi bạn sử dụng nút này thì trên màn hình hiển thị sẽ hiển thị hệ thống cảm biến trước và sau xe.